Độ kìa, Ấn Độ như Campuchia chở ngồi trên nóc luôn kìa. Đó, ngồi quá trời trên nóc luôn. Xe nè, chở quá tải. Ở Việt Nam là coi như thôi, mắc cái xe luôn. Việt Nam là luật lệ giao thông mà nó nghiêm ngặt lắm. Nó nói chung là nó an toàn giao thông dữ lắm. Đây này, đó đó. Cái chiếc xe lam, đây là xe lam hay xe túc túc ta? Xe lớn hơn là xe lam. Ồ, chở 20-30 người luôn kìa. Nhét hết luôn vô xe luôn. Đó. Đó. À, dễ thương à. Ờ. À, nghiện á. Qua đây mình ta đen cái kiểu của người ta đẹp quá. À. Đẹp mà nghèo uổng à. Rồi, đó. Rồi một chiếc xe này chắc chở 100 người đó. Ở trên nóc luôn nè. Việt Nam là xe là chở hở máy luôn. Đó, à, nè, tài xế là ngồi bên tay phải với nhau cái gì. Đó. Đó. Trời ơi, nó nghiêng chiếc xe luôn rồi kìa. Rồi đẹp ha. Đẹp ha. Cái xe nét đẹp quá. Đẹp quá. Đó. Kẹt xe rồi, rồi một chiếc xe túc túc mà chở mười mấy người. Rồi. Ủa, chạy vào quá trời luôn rồi kìa. Mọi người kìa, rồi. Nghe đó, chạy ra kìa, kính kìa. Anh sáu giờ, sáu giờ. Thì đi thôi. Cho kinh luôn hả? Ừ. Như ông Hoàng vậy hả? Ờ, thôi kệ nó. Cứ đi đi rồi xong rồi cho trả tiền người ta. Trả tiền cho người ta. À, đi bộ đi. Ừ. Toàn mấy 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 người đây, mỗi nhật. Mỗi nhật tới du ký. Thôi, thôi, hay giờ để cho người ta kinh đi luôn rồi xong rồi mình gửi tiền người ta. Khỏi, khỏi. Hello. Ô Phật. Hello. Lên luôn hả? Hay sao vậy? Hả hả Trân ơi? Có lên không? Tùy thầy. Ok. À. Ai muốn đi là đi. À, nhưng mà đi rồi sao? Trả giá. Mấy trăm? 200. No. 600 rồi. 200. Ok. 200. Okay. 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 200 go and back. Go and bet 200. Go and bet. Okay. Oh. Go and bet. Nhiều không? 200 hả? Đi lên xong rồi đi xuống mới trả tiền. 200 hả? Ok. 200. Chân. Thảo ơi, 200. Go and bet. Go and bet. 200 go and bet. Lên xuống luôn. Xuống mới trả tiền. Go and bet 200. 200 lên luôn đi. Lên đi, lên đi. Lên đi, ở đây bên đây, ở đây bên đây. Đây nè, đây nè. Vô ngồi luôn. Ủa, để chân sao? Chân dép sao? Ờ, ok. Rồi. Go and bet đó nha. Rồi. Ok. Không dép là để trong đây nè. Đây nè. Rồi bạn nè. Oh my god. Đi rồi kìa. Trời ơi kinh đi. Rồi đi đi. Rồi đi. Rồi đi. Go. Rồi, go. Go. Yeah, go.
Ông được hả? Sao không vậy? Sao không vậy? Tội quá. Thay vì mình tặng hiện mình tặng tiền cho mọi người, nhưng mà ở đây á, quý vị biết không, mọi người không có có xếp hàng giành giật nhau á sẽ gây nguy hiểm, nên thôi thì bây giờ mình cho mọi người ginh lên đó đi, rồi xong mình trả thêm tiền, ví dụ 200 đi, 200 ruby mình sẽ trả 250 hay là 300 đó. Rồi vậy. Ủa vậy tới là xong rồi hả? Ủa tới chưa? Tới chưa? Tới chưa? Rồi. Tới giờ, tới giờ. Hello à. Đây nè. Hay quá. Rồi, let's go. Đây. À, làm được. So funny. Oh my god. It's so funny. No, no, no. Come back. No, no, no. Thank you. My girl's like baby, baby. Baby like man. One give me. Hello. For you. Hảo cho gì ạ? Nè, cái này một cái này cho hả? Đâu có biết đâu. Cái này là 50. 50 cho bi. 100. Ờ. 20 packet nó. Nó 70. One piece 5 packet 20 packet nó. Đúng rồi, 70. 70 đi, 70 mới lấy tặng cho mấy đứa nhỏ. Nè, đó. Ê. Nè. Are laikan biskut le. Le re. Biskut le. Đứng đây. Cái này. 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 Có đây. No. Bye. Okay. Bye. Bye. Hi. Thank you. Ore. 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 I'll come back. Yeah. À tới hả? Dạ tới hả? Dạ. À chưa hả? Nghỉ mệt phải không? Chưa đâu, lên trên trên kia nữa mới tới. Lên trên kia nữa mới tới. À bây giờ chưa tới đâu. Leo lên núi nữa mà. À, cho mọi người có công ăn việc làm đi nha. Ở đi đường tắt kìa. Dạ mua phật mua rồi. Đây nè, đây. Oh my god. Dạ. Ôi. Rồi, yeah, lên núi nó cũng nặng chứ bộ. Monkey. Eating biscuit. Oh, yeah. One give, no problem. Nó cắn không? Ôi, nó dạt gì vậy? Okay. Okay, one. Đây, từ. Đây, One by one. Đây. Okay.
Tới rồi mình đi lên, đi bộ lên. Ô, mấy con khỉ ở đây nó hiền quá, không có dữ gì hết á ha. Hiền quá. Sao? Xé ra ngon cho nó. Rồi 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 kìa. Rồi. Không phải tôi, tôi đây. À đây. Rồi. Nó cho hả? Cho nó hả? Không, no. No, đi đi. Come back. Baby, give me this. Baby. Okay. Đây. Không cho, không quay phim rồi, không quay phim rồi. Không quay phim rồi, yên tâm. Give the package. Rồi, lock ra. Good. One, give. Yeah. Từ từ. Từ từ. Cái đó thoát đi. Cái đó thoát đi. Cái đó thoát đi. Rồi kéo nó hiền quá ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah. Ăn bánh chưa? Bánh chưa? Bên lên chưa? Yeah. Dạ cho đây. Thế cả. À, con. Ok. Ok, ok. Thế này. Dạ. Ờ. Cho con nè. Nè. Ờ. Thế rồi. Trên đây. Rồi. Ok. Chút nữa nha. Ok. Chào, bye. Cái này thôi. Nè. Đó. Đây đây. Ok. Cái này là mua hả? Mua hả? Cái này là tính nhiêu? 20 hả? Mỗi cái 20 hả? À, rẻ lắm. À, dạ mô Phật. À. Dạ. Ồ, khỉ nhiều quá ha. Mà khỉ đẹp á chứ không phải là xấu đâu. Quý vị và các bạn thân mến, cách một giờ đồng hồ di chuyển từ Bồ Đề Đạo Tràng và chúng tôi đang có mặt tại núi Khổ Hạnh, nơi mà Đức Phật hơn 2600 năm trước đã từng ngồi đây để có thể ngồi thiền, và khi đó thì Ngài đã tu theo pháp là gọi là Khổ Hạnh, và đây còn gọi là Khổ Hạnh Lâm. Ngoài ra thì trên đường mà chúng tôi di chuyển thì ở phía dưới có rất là nhiều các dịch vụ đã đeo bám du khách chúng tôi, như lấy ví dụ đó chính là chúng tôi ngồi trên một cái gọi là cái chòi. Rồi có hai người bên trên bên dưới và chúng tôi phải trả mỗi người là trời cái gánh 200 ruby. 200 ruby mỗi người, lúc đầu con tưởng là 200 ruby cả một xe, nhưng hóa ra lúc đòi tiền thì ông đòi là 200 ruby một người. 200 ruby là một xe à? Không, ông bảo là mỗi người 200 đó thầy. Ờ, thế thì đó, một người là mình, một người là mình ngồi. Là mình phải trả cho hai người là 400 đó thầy. Không, 200. Ông ấy đòi em là 400 đó chị. Không, ông trả chưa? Chưa, nhưng mà lát nữa xuống là phải trả 200 à. Một kiểu là 200. Ok. 200 ruby là tính ra 60 ngàn mình à. Đúng rồi. Đúng không? Mà người rất là vất vả mà con thấy là người ta đổ mồ hôi rất là nhiều và cũng rất là quý cái sức lao động của họ, bởi dù sao thì họ ít nhất là họ không đi ăn xin.
và họ đi làm bằng sức lao động của mình thì mình phải trân trọng cái điều đó. Nhưng mà mình đến nước Ấn Độ này mình thấy là không có ăn trộm cắp. Không trộm cắp. Không trộm cắp. Không sát sinh. Ờ. À, hay ha, không sát sinh, chỉ có đi ăn xin. Ăn xin là bao luôn. Ở chỗ nào cũng thấy ăn xin đó. Đây, đã, đó, đoàn chúng ta. Rồi. Đó. Cái gì thấy không? Không có trộm cắp, không có cái gì gọi là bạo động ở đây, nhưng mà chỉ có ăn xin. Ăn xin là nhiều lắm. Đó. Rồi đoàn chúng ta là lên tới rồi. Quý vị biết là 100 rupee là chỉ có 3.000 à. Đúng không? 30. À, 30, 30.000. À, bà bầu đã tới nơi rồi. Bà trưởng đoàn. À, khỏe ha. Ừ. Đó, thì thôi, không. Trưng ơi, hồi nãy người ta nói là một người ngồi, đúng không? Một người ngồi là 200 rupee. Đúng không? Lên xuống luôn. Một người 200. Nhưng chứ không phải là một sao trả cho mỗi người 200. Mỗi người 200. Nhưng mà phải đi xuống. Mỗi người là mình nè, mỗi người là mình ngồi. Tí nó xuống thì xuống. Nhưng mà đi xuống mới trả nha. Ừ, xuống mới trả. Chứ không thôi là trả rồi đi mất tiêu hết. Lên trên xuống trên, đứng vào đây nè. Lên trên nữa hả? Lên trên là tới hả? Rồi, bỏ dép đi. Rồi, tới khổ hành lâm nè. Ở đây hả? Ở trong nhà hay là ở đây? Ở đây hả? À, hầm hả? Trong hang á. Ờ. Vô đảnh lễ trong hang chứ đây mọi người. Ờ. Trong hang nè. Ok. Never. Việt Nam. Hồi chơi đi, nói chuyện đi. Namaste. Yeah. Rồi đây lên đường đi xuống chùa làm công quả. Chùa nào cũng thiền viện gì á, chùa con không biết nữa, nghe ban tổ chức nói con nói lại mà cũng không biết chùa nào á, nói một lần là quên chùa luôn. Thiền viện của thầy Kamapa 17. À, thiền viện của thầy Kamapa 17. Kamapa 17 phải không? Dạ đúng. Nói chút xíu lộn camera luôn. 300 tăng sinh đang tu học ở đó. Ừ. Rồi những cái vị rất là nhỏ luôn. Ngày nhỏ luôn à. Ngày nuôi cho ăn học từ nhỏ đến lớn luôn. Ừ. Dạ. Tốt quá. Tâm Bồ Đề, tâm Bồ Tát. Tại vì nếu không như vậy á là các bạn sẽ đi ăn xin. À. Mà nhưng mà vậy đó là cũng có các bạn là không chịu vào nữa. À. Mà không chịu vào tại vì nó có cái sống trong hiền môn mà cũng phải khó chứ. Chứ đâu phải dễ đâu. Rồi mình đi xuống đi, người ta đợi mình nữa nha. Nãy giờ cái mấy người Vinh đợi mình. Ok, đây. Không, xuống. Không. Mình dở dàng à, có mấy cái à. Đi xuống vô, Okay, you give. Okay. You give. Baby. Oh, cái gì? You give.
Rồi 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 bạn. Ờ nó lấy hết rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy là hết bịch luôn hả? Rồi đó. Còn nhiêu còn đầy đủ rồi Hảo ơi. Cho mấy khỉ đi. Đây nè, cho mấy mông đi. Đi vô đi, cầm đưa nó luôn. Không sao, cầm đưa nó luôn. Không sao, cầm đưa luôn. Chó nó lấy luôn kìa. Cầm đưa nó luôn. Cầm đưa nó. Đi, cái này bắt đầu xuân đi bè. Thay đi kìm hành hành. Đủ chưa? Trời ơi, được rồi Hảo ơi, một bịch hay hai bịch vậy? Rồi. Rồi được rồi. Ok, đón nó. Ok, đi. Lấy cái bát ra. Ok. 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 Mấy bát rồi. Đây, không. Nào. Đi lấy con. Đây nè. Don't give me. Ăn một lần còn hồng luôn. Lên đường đi xuống. No.
Không có đồ, không có tí gì hết á. Không, cô chỉ trả đúng 200, bởi con đó trả 200. Đây, cô thấy nó bị cuốn thật nhỏ. Đây, họ cho hết luôn. Nít à, ngồi giữa đường chơi à.